Khi Trung Quốc đang phải đối mặt với Covid-19, thì phần còn lại của thế giới cũng đang phải chiến đấu liên tục. Bạn có từng muốn đến Nam Cực và cuộn mình như một chú cánh cụt chưa? Nhưng hiện tại, chỉ có thể nhẹ nhàng bước đi thôi bởi vì nhiệt độ Nam Cực đã vượt quá 20 độ C rồi. Không chỉ ở Nam Cực mà cả phía Bắc của Moscow cũng trải qua tháng giêng nóng nhất trong 141 năm qua. Không chỉ nhiệt độ trung bình tăng mà lượng tuyết rơi cũng giảm 20%. Và khi tảng băng ở Nam Cực và Bắc Cực tan chảy, có bao nhiêu loài virus cổ xưa sẽ được phóng thích? Chúng ta chỉ có thể hy vọng loài virus này không gây hại đến con người. Trước đây, thảm họa châu chấu đã từng ảnh hưởng châu Phi trong 25 năm. Đàn châu chấu phủ kín không trung, che khuất mặt trời. Thuốc trừ sâu truyền thống cũng vô dụng trong trường hợp này. Chúng có đến hàng triệu con và có thể kéo đàn dài đến 60 km. Con người không thể giết chúng, không thể ngăn chúng. Chúng ta bất lực trước hàng triệu con châu chấu đang xâm lược. Chúng đến rồi đi nhanh chóng. Bất cứ nơi nào chúng đi qua, mùa màng và thảm thực vật đều bị cuốn theo, để lại mặt đất trống trơn. Điều kinh khủng hơn là đàn châu chấu hiện tại đã bước vào thời kỳ ủ bệnh. Hiện tại, đội quân châu chấu đã vượt qua Biển Đỏ, tiến tới Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Dưới nỗ lực của toàn dân, Pakistan đã có 300.000 khẩu trang và 800 bộ trang phục bảo hộ nhằm đối mặt trực tiếp với thảm họa châu chấu khủng khiếp nhất trong 27 năm qua. Bình quân mỗi ngày, chúng nhấn chìm 35.000 người. Đứng trước nguy cơ không thể thu hoạch được gì trong năm nay, chính phủ Pakistan đã cử hàng trăm máy bay phun thuốc trừ sâu để diệt trừ đàn châu chấu. Khi phải đối mặt với 400 tỷ con châu chấu và 700.000 binh sĩ đang trú tại biên giới Ấn Độ-Pakistan phải rút lui khẩn cấp vì lương thực của họ đã bị đàn châu chấu xử lý sạch. Nhưng cơn ác mộng này chỉ mới là khởi đầu vì sản lượng ngũ cốc của Ấn Độ trong năm nay sẽ giảm 30-50% vì thảm họa châu chấu. Ở Trung Quốc thì rất nhiều tỉnh đang chịu ảnh hưởng bởi dịch châu chấu. Để xử lý cấp bách, đoàn quân 10 vạn con vịt chống châu chấu ở biên giới Trung Quốc đang tập trung để xử lý 400 tỷ con châu chấu có nguy cơ đến nước này. Mới đây, ngày 7 tháng 2, một căn bệnh lạ đã được phát hiện ở Nigeria với triệu chứng đau đầu, tiêu chảy, sốt. Các bệnh nhân đầu tiên đã tử vong trong vòng 48 giờ. 365 người đã nhiễm bệnh và nhiều người đã tử vong. Với dân số 173 triệu người, Nigeria có số dân đông nhất châu Phi và không thể tưởng tượng nổi hậu quả nếu không thể kiểm soát được tình hình căn bệnh này. Xa hơn một chút thì ở Brazil, các nhà khoa học vừa phát hiện một loại virus bí ẩn trong hồ nước nhân tạo. 90% gen của nó hoàn toàn mới lạ, ẩn chứa nhiều nguy hiểm vô hạn. Không chỉ có vậy, hàng tá hiện tượng thiên tai xảy ra ở khắp các bề mặt của trái đất. Ở châu Đại Dương, các vụ cháy rừng liên tiếp ở Úc đã giết chết khoảng 1 tỷ động vật hoang dã, vụ cháy lớn nhất lịch sử nước Úc. Tại Tây Ban Nha, một cơn bão với tốc độ 120 km/h đã tạo ra con sóng cao nhất trong lịch sử, 14,8 m. Cơn bão kéo theo mưa lớn, gây lũ lụt, phá hủy các cây cầu và làm gián đoạn giao thông đường sắt. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích. Ở Canada gần đây đã hứng chịu một trong những cơn bão tuyết tồi tệ nhất trong gần nửa thế kỷ qua. Newfoundland và Labrador gần như bị đóng băng, điều mà trước đây người dân không bao giờ nghĩ đến. Tại Philippines, núi lửa Tahan đã phun trào cách thủ đô Manila khoảng 90 km và cho bụi núi lửa đã lan ra từ 10 đến 15 km. 300.000 người đã được sơ tán khẩn cấp khi thời điểm đó xảy ra 75 trận động đất lớn nhỏ ở các khu vực xung quanh. Ngày 13 tháng 2 theo giờ Bắc Kinh, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển thuộc quần đảo Kuril của Nhật Bản. May mắn đã không có sóng thần và ảnh hưởng nhiều đến quốc gia này. Nhưng quần đảo Caribe lại không may mắn như thế. Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra vào ngày 28 tháng 1 đã khiến nhiều tòa nhà rung chuyển và đường xá sụp lún. Trái đất đã tồn tại qua hàng tỷ năm và hiện tại, sau hàng loạt những điều bất thường xảy đến với trái đất, thì thực sự ngôi nhà của chúng ta có đang ổn hay không?